Nó béo nhiều quá mà sao không biết nó lựa cái tên này à? Cô béo nè, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn để phục vụ tất cả quý vị khán giả kinh minh của chúng ta. Cô béo sẽ bước vào trong tủ này rồi sẽ biến mất cô béo nha. Quý vị hãy xem đây. Đây quý vị nhìn, cái tủ trống không, một cái tủ không có ai trong đó hết. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Ngộ sẽ lông cái tủ này lại. Lông lại xong rồi, ngộ qua bên đây, cô béo mở ra, cô béo bước vào trong tủ cho ngộ coi là. Cô béo bước vào, ngộ sẽ lông cái tủ này lại và cô béo sẽ xuất hiện bên kia. Quý vị hãy xem đây, lông coi lại, cô béo! Một tràng pháo tay của quý vị. Quá xuất sắc luôn. Được thể là tới bước vào cô béo, bước vào trong cô béo, bước vô, lông cái tủ lại, bước vào cô béo! Một tràng pháo tay của quý vị. Quý vị thấy chưa? Ngộ không nói sai, ngộ không nói dâm, ngộ biểu diễn là số 1, không có ai bắt chước được ngộ hết. Tiết mục này là hết rồi. Chào đi con cô béo, chào đi. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Trời ơi sao ông lội trung gia chi vậy ông lội? Trời ơi, đâu biết gì đâu, ra con dọn đồ vô nghe. Biểu cái gì? Rồi. Tôi biểu cái gì? Tôi biểu là khi nào tập vật thì cậu bước ra. Còn biểu diễn thật cậu biết cái đây cậu giết tôi chết luôn chứ làm cái gì? Đi vô hết. Hai thằng đi vô trong. Cởi hai cái quần để đó. Hay tiết mục một đổi ba cái quần. Bực mình ghê vậy là. Chỉ là một trò đùa nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ ngộ sẽ tiếp tục biểu diễn tiết mục thứ ba để phục vụ quý vị. Ngộ có cái tài biết con chó thành con mèo, biết con mèo thành con gà, con gà thành con vịt, đàn ông thành đàn bà. Quý vị sẽ thấy. Đầu tiên xin mời diễn viên diễn dung hoàng tử Hàn Quốc Việt Nam. Ngộ có một cái may phước là ngộ đã đi khắp nơi trên thế giới này nên ngộ biết đủ mọi thứ tiếng. Xin phép quý vị, ngộ sẽ dùng tiếng Hàn nói chuyện với người Hàn Quốc. Ngộ sẽ hỏi anh làm nghề gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi. Xin phép quý vị. Opa. Korea, 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 Opa. Mày Linh đi, mày Linh đi, trời ơi. Thằng Linh nó không có dạy mày nói tiếng Hàn Quốc à? Tao đã biểu nói rồi, nó dạy mày. Bước ra mày nói lại đi. Không muốn sao đặt cái à? Hổn sang anh chung mà sai khác cũng được rồi. Anh đâu có dạy con gì đâu. Tối ngày cứ đổ con ăn nhậu không à? Chết rồi. Tối ngày cứ nhậu nhẹt không thì làm sao mà làm việc được chứ. Tại sao mày nhậu với nó? Mày coi là nó nhậu tuốt ở đằng xa. Đằng này nghe mùi vũ nực nồng luôn vậy đó hả? Ai nói chú Sáu là của anh? Chú vũ của ai? Của con đó. Chú cho mày luôn hả? Trời ơi, tại sao mày không học cái hay cái đẹp, mày bắt chước cái xấu cái hư vậy con? Hả? Con xin lỗi chú Sáu. Thôi bây giờ không có lỗi phải nữa. Giờ biểu diễn là mày nín đi. Đừng nói tiếng nào hết. Ngậm cái họng lại làm phong cảnh thôi, thấy không? Lưng yên lấy giùm con đi. Khổ quá. Xin lỗi, bây giờ ngồi giới thiệu công chúa Nhật Bản. Thấy chưa? Thằng Linh nó yêu con nhỏ này, nó dạy con nhỏ này từ chút tới cái ly cũng phải giống Nhật Bản nữa. Từ đó nó tới đây, năm sau nó mới tới đó. Sai lầm rồi. Sai sao? Còn nói cho Sáu nghe nha. Hôm qua hả? Con với anh Linh, hai anh em ngồi nhậu với nhau. Ảnh xỉn quá. Quơ tay một cái, làm rớt bể cái chai rượu. Tình cờ con bé này đi tới, nó đạp phải, bây giờ đi vậy đó chứ. Mày đừng có ghen ghét, mày nói bậy đó bạn. Nó yêu nó, nhỏ này nó mới dạy vậy đó. Nó dạy là hai cái lầu gối phải quanh qua quanh lại. Rồi cái nó mới bầm hai cái lầu gối, hiểu chưa? Không có biết gì hết. Thông tin cho Sáu kiểm tra thử xem. Kiểm tra, kiểm tra. Hai chọn, quý vị sẽ xem tiết mục này của Ngộ nha. Ngộ sẽ cho hoàng tử Hàn Quốc bước vào trong cái tủ này và công chúa Nhật Bản sẽ bước vào trong cái tủ này. Trong nháy mắt 1, 2, 3, Ngộ sẽ quăng đổi vị trí hai bên. Quý vị xem tiết mục của Ngộ nha. Bây giờ để Ngộ nói chuyện với cái công chúa Nhật Bản này một cái. Thì thấy giới thiệu chưa? Hồi nãy là bể dĩa rồi, bây giờ dùng tiếng Việt cho nó chắc ăn. Công chúa Nhật Bản, công chúa Nhật Bản năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, ở đâu? Hansamita Asaki. Con dáng nói tiếng Nhật chi vậy? Ta lỡ nói
rồi thì nói tiếng Việt luôn đi. Trời ơi khổ quá. Thôi bước vô trong biểu diễn cái cho rồi phong cảnh hết đi, đừng nói tiếng nào hết. Bước vào trong, hay cửa tủ mở ra, hay lướt bước vào trong. Bước vào trong, hai cửa tự động đóng lại. Hai cửa tự động đóng lại. Chết mẹ nữa rồi. Hai cửa tự động đóng vô giùm con cha mẹ ơi. Đóng vô. Quý vị hãy xem, nó sẽ quan đổi vị trí của hoàng tử Hàn Quốc và công chúa Nhật Bản trong nháy mắt. Này, quý vị hãy xem, ngộ sẽ mở cửa tủ này ra. Lúc nãy quý vị là nhìn thấy rõ ràng, trong tủ này là hoàng tử Hàn Quốc. Bây giờ là ai? Quý vị hãy nhìn xem, công chúa Nhật Bản. Một tràng pháo tay của quý vị. Hay quá, mừng quá. Bây giờ bên đây là ai? Chúng ta cũng đã biết rồi, nhưng chúng ta phải chứng kiến tận mắt mới hay được. Bây giờ cô béo lấy cái tủ ra ngoài này đi con. Dậy ra ngoài này, lấy cho mọi người tất cả đều nhìn thấy hoàng tử Hàn Quốc đã trong cái tủ này. Dừng lại đây đi con. Chuẩn bị mở cửa, hoàng tử Hàn Quốc. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị thấy chưa? Ngộ nói là không có hoa, ngộ nói là không có dốc. Bên đây là Nhật Bản, bên đây là quỷ sứ. Tại sao mày nói vậy? Trời ơi, tại sao mày ở đâu trong cái tủ này vậy con? Ở đâu vậy? Con đang ngủ mà. Ngủ ngủ cái bị đi vô trong cái tủ, tao biểu diễn mày ra đây làm cái gì đây? Con đi kiếm chỗ ngủ, con thấy cái tủ nó tối quá, con chui vô ngủ. Trời ơi trời, rồi cái thằng Tửng đâu? Thằng Tửng biểu diễn đâu? Con đâu biết, hồi nãy con thấy đứa nào nó vô nó dành chỗ ngủ con đạp nó văng vô trong kia rồi. Mày hại tao không? Mày khóc cái gì? Mày khóc cái gì? Dù sao ơi, tự nhiên con định vô trong này, anh đạp con cái con văng vô trong cánh gà luôn à. Cái thầy mày bị lớn nó làm mày văng lượt hả? Con đâu có ngờ, con đâu có ngờ là nó trong đó đâu. Mày phải chuẩn bị chứ, trong cái lần xiết này có thằng Linh là phải chuẩn bị chứ. Mày biết không, mà may mắn là bữa nay là tổng duyệt chương trình, chứ nếu biểu diễn thật cho khán giả là tao chết rồi, mày thấy chưa? Khổ quá đi. Thôi đừng có gây gỗ nữa, đi vô trong đi. Vậy làm mất miếng ăn người ta. Miếng ăn gì? Muốn ăn thì cho mày ăn dép vậy đó. Đi vô cái lộn cái này. Đi vô trong. Cởi cái quần ra để đó. Bốn cái quần trong nháy mắt. Bức mình. Cười cái gì? Không có làm tròn nhiệm vụ, cứ cười 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 không vậy đó hả? Đi vô trong để tôi nói chuyện với Linh coi. Đi vô trong. Nhạc. Nhạc gì? Trời ơi, mày ly vô đây tới sáng mày mới tới hả? Cái chỗ này gần sạch mày không quay vô mày ly cho rồi đi. Quay lại. Bực mày nha. Khởi cởi quần. Không có ai dám lội đâu. Nên sư phụ chửi cổ hoài à. Chửi cái gì? Chửi mày là chúng á. Con làm gì đâu chửi con. Mày quá không à. Mày dạy mấy lý nhỏ trong đoàn, tao dạy cho mày. Biểu mày truyền nghề cho mấy lý nhỏ. Mày phá hoài không dạy đứa nào hết. Mày làm ăn vậy có lượng không? Tối mày nhậu không? Mày là thằng không giúp ích gì được cho thầy hết. Mày là... Trời ơi, tôi chửi mày nó cười kìa trời ơi. Ôi mau với cái thằng này. Tại sao mày nhậu hoài vậy Linh? Tại sao? Tại con ghiền. Ghiền, ghiền, ghiền. Hỏi tới mày là mày nói ghiền, ghiền, ghiền. Mày ghiền mà mày bỏ không được, làm sao mày lớn lên được con? Hả? Mày phải có dứt khoát chứ. Mày phải có ý chí chứ. Để mày học cái nghề chứ. Con người ta có được cái nghề trong tay là quý quá vô cùng. Mày không chịu học để không có cái nghề. Nhậu nhậu làm cái gì? Nhậu ích lợi gì chứ hả? Cười cười hoài. Tao giả chạc mày bây giờ đó. Mày nhậu hoài là sao? Hả? Nói rồi, tại vì con ghiền con mới uống rồi. Ghiền. Người ta là kiếm miếng ăn là không có. Mày ăn vô bao nhiêu mày uống mày ôi ra hết bao nhiêu mà. Phí không? Mày thiệt mệt mày quá. Uống rượu có cái gì sung sướng không? Uống rượu có cái gì hay không? Uống rượu vô làm nghệ thuật nó mới hưng phấn. Trời ơi, uống rượu vô nghệ thuật mới hưng phấn hả con? Uống rượu vô mới là có tài năng hả con?
Hay quá, bữa nay tao học sở ngược lại mày á Linh à. Bữa nay thầy bắt chước con nha. À thôi được rồi, tao không nhờ cậy mày nữa. Nói chuyện với mày tao mệt lắm. Mày là lễ tử ruột mà còn thua thằng lễ tử kia nữa. Tao gọi thằng lễ tử của tao nữa, nói chuyện với nó, nhờ nó giúp lỡ. Alo, Viết hả? Tao viết cơ bi phiêu hả? Hay lên nè, hay thòn. À, thầy dạy con cái chiêu chung vô dẫn lý trường thành đó. À, không có dạy chung gia, bây giờ con còn kẹt ở trọng hả? À, con chung gia rồi hả? May mắn quá. Bây giờ con lang ở lâu vậy, David? À, con là Vigat à? Con cờ bạc hả? À, con biểu diễn. Tốt quá, con cần người không? Thầy giới thiệu cho hai thằng cu béo. Ôi thôi thôi không lượt, nó cho con lỗi quần luôn giống thầy. Con về đây giúp đỡ cho thầy một tay trong cái lòng siết của mình. Lúc này yếu quá con về. Bao nhiêu tiền thầy cũng có thể trả cho con được anh David ạ? Bao nhiêu hả? 5 triệu. 5 triệu đô hả? Mày chết cho rồi đi. Mày ở trong giảm đi cần thành mày chết cho trong đi. Mày lại 5 triệu đô tiền ở lâu tao trả cho mày chơi. Ê, tao gọi Mỹ đó, mày cầm lâu tao tốn tiền. Tiền của thầy không phải tiền con đâu. Trời ơi trời, mày ăn nói gì hả Liên? Mày ăn nói chuyện cho con dàn xếp cho. À, mày dàn xếp giùm thầy hả? Alo. Trời mừng quá. Vít đó. Anh à, khỏe không mày? Hả? À, dẫn đi đoàn xếp bình thường. Yeah. Ừ, yeah, nó yeah. Okay. Yeah. Okay. Tức quá. Lần đầu tiên thấy con giỏi quá. Nó nói gì với con vậy? Nó chửi con quá trời luôn. Trời ơi, nó chửi mà mày cười hả? Tính con từ xưa giờ ai chửi con không cười à? Tôi quên cái thằng này nó ngược lại mà. Trời đất ơi, tôi nhờ nó về mà mày làm gì cũng bị gì. Mày thật cao khổ với mày. Nó nói con à, ngu sao mà đi đồng xiếc của thầy hoài. Tại sao vậy? À, ngu quá, đi hàng gì còn xương không? Bao nhiêu ổng dành ăn hết rồi, ổng mập mà mày ốm. Trời ơi, sao? Bây giờ mày lỗ thừa cho thầy nữa hả? Mày có chịu ăn đâu, ăn nhiều nhiều ôi nhiều, ăn vô nhiều ôi nhiều, sao mày mập lên được? Uống rượu có cái gì hay không? Mà mày có uống hoài, hưng phấn hả? Nói rồi uống rượu, hưng phấn mà làm nghệ thuật được. Rồi, tao học mày vấn đề này con, cho thầy uống chứ. Thầy uống không? Cho thầy có hưng phấn. Rượu ngon phải có thầy hiền, phải không? Để thầy uống một miếng coi con hưng phấn cỡ nào chứ. Trời ơi, hưng phấn quá. Thấy chưa? À, thầy quốc vô hai ngụm ra là thầy tê người liền. Hưng phấn lắm rồi đó, đó. Thầy hưng chí lắm rồi. Dạ. Thầy sẽ biểu diễn tiết mục mới với con nha. Biểu diễn luôn thầy. Rồi lượt rồi. Thấy không, thầy uống rượu là cái gì con cũng diễn với lúc, thầy. Lúc cô béo, chuẩn bị lò nghề biểu diễn con ơi. Thầy uống một miếng nữa cho hưng phấn nha. Dạ. Uống vô nó sần sần đã lắm hả thầy. À, đây, chuẩn bị đi con. Chuẩn bị đàng hoàng. Ủa coi bói hả thầy? Bói toan cái gì? Cái chỗ này nè, nó sẽ lễ lầy cái bột lễ sắc vô trầm. Rồi con biết làm gì rồi. Thầy kêu con làm người mẫu phải không? Mày bước lên trên cái bột lưng đi. Được, yên tâm kêu thợ hình đi. Ừ. Nó tới nó chụp cái gì với làm người mẫu là nghề của con à. Trời ơi. Trời ơi. Thấy ghê không? Giống như cái cây mùa đông không? Trời ơi. Nhục con hoài cái này. Nhục nhã gì? Mày không ai làm nhục mày cũng nhục rồi. Vĩnh hai cái tay nó hai bên đi. Chầm đây nha. Lấy mấy cây lao cho. Cây lao sang tao biểu. Đây luôn rồi. Ủa làm gì thầy? Phong vào. Thì cột hai cái tay con gì sao con phóng được? Đâu phải nỉ phóng lao. Trời phóng. Tao phóng. Chắc ai không phải. Hình xuôi. Cái này con đâu thấy thầy tập đâu. Thầy chơi thầy phóng. Cái này chết đó thầy à. Bữa nay lần đầu tiên thầy phóng. Hình xuôi thôi con ơi. Mọi việc trên đời đều do cái hình xuôi. Con đứng yên thầy phóng nha. Trời ơi, phong là phải có tâm điểm chứ. Đúng rồi, chứ không lẽ thầy phóng vô người con, kỳ chết đó thầy. Đúng rồi. Dạ. Ê, lấy chai tao lễ lầu đó con. Lấy chai tao lễ lầu đó. Chừng sụp cái bột của mày. Để trên lầu đó liền. Một phong một cây coi. Để có chai tao cũng lễ không được, cái thằng mập. Ê, lễ bộ phong chai tao lại nha. Uống rượu vô thì hưng phấn, phải có tiết mục biểu diễn mới đã tay nghề. Hôm nay mình nhậu rồi thì mình thèm tiết canh.
Chiếc cành ở đâu cơ? Có một cái vợp. Chiếc cành nó chảy ra. Thôi thầy ơi, chưa sống mà thầy hù kiểu đó ai dám đứng. Ông phải hù, thầy nói rồi, hên xui. Thầy phóng trái táo đi thầy. Ê, trái táo này mà có phóng nha. Đưa lên trên thầy ơi. Có phóng. Lên trên, trái táo ở trên đầu. Thầy phóng cái đó nó không trúng trái táo, nó trúng trái chuối đó. Trái táo mà phóng trúng trái chuối à? Trái chuối ở đâu mà trái chuối? Ai cái bắp chuối con đây nè. Mày khi dễ tài năng của ngộ quá. Nhưng cái màu đỏ đỏ này khó thay lắm con. Phóng trái táo à? Đổi màu xanh đi. Đổi màu xanh. Ê, phóng trái táo. Ngộ phóng mà mày cứ nói như vậy hoài, một hồi nó lòi hai trái nhãn nè. Thôi thầy làm như thầy là thần tiên. Phóng táo nó lòi hột táo, tự nhiên phóng táo nó lòi nhãn mới ghê. Lòi nhãn là hai con mắt của mày á. Lấy màu xanh đi con. Đúng rồi, để trái bưởi đi mày. Bưởi gì phải phóng táo chứ. Ai con táo gì nhỏ xíu à? Không 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 không. Để cho hỏng nó con. Không không không, chuyện này chết rồi nè. Nói nhiều quá. Chuẩn bị tinh thần. Phóng nhát dao đầu tiên sẽ trúng vào trái táo xanh. Mày lấy nhiều là văng hàm răng mày ra luôn đó con. Ô sẽ bóng đầu tiên bóng xếp. Còn nghe tiếng la là nó còn sống rồi. Chưa chung chơi hai cái. Ờ, một cái là gần thế, hai cái hơn rồi. Phải hai cái chứ, cái này chật cái kia chung mày ơi. Mày im lặng đi. Thầy phóng mày vô đây mày cho mày. Ây cha ơi, phun chật không rồi. Không chung còn cây chót này. Không chung tao ít nhất cũng phải chung nó chứ. Trời ơi, tại sao mà cái lửa hai bên không vậy con? Không chung trái tao là phải chung ngày non nha con. Tao bỏ một cái bay băng chứ. Tao phóng thấp lắm đó con. Trời, trời. Chút xíu nữa em chung mấy ngoài chuối luôn anh. Hết rồi phóng rồi. Thôi hết rồi phóng, không nghĩ chơi đi, không ấy là lấy đũa đi, phóng dao làm gì? Thôi có lửa, ngộ có lồ chơi mà con yên tâm. Lúc nào thầy cũng chuẩn bị diễn hết. Thầy rất là hưng phấn, có lồ long lao. Đã tốn lễ lại là hồ long lao. Thầy, thầy đừng chơi đó, nguy hiểm thầy. Hưng phấn mà. Ôi, ai bị uống thầy rượu vô chi vậy? Uống rượu vô tài năng nó phát triển. Trời ơi. Ngộ sẽ đâm mà một cái là lấy tầm điểm đi. Trời trời, này quất thẳng vô luôn á. Chứ còn gì nữa con. Đừng thầy, nguy hiểm thầy. Tao làm cái gì vậy? Trời. Mày không nhảy là mày chết mẹ mày rồi. Cái này mà thầy biểu diễn này, cái này thầy muốn giết đệ tử thì có. Giết cái gì? Uống rượu vô hưng phấn. Phải có những tiết mục nguy hiểm biểu diễn cho bà con xem chứ. Thôi đi thầy ơi, nguy hiểm. Thôi lượt rồi. Mày sợ hả? Bây giờ bỏ cái phong dao. Bỏ mày, đi. Mày chân vô tủ đi con. Đó, mấy cái vụ mà biến qua biến lại con giỏi lắm. Ừ. Đó, không tại có... vì con ốm ốm dễ biến hơn. Mấy thằng mập kia nó chui ra chui vô người ta biết liền. Chân vô đi. Bây giờ không có biên đâu con, khỏi biên mặt công. Tiết mục khác con. Biên đi. Khỏi biên. Tiết mục khác mới. Để làm gì thầy? Cưa. Thầy sẽ cưa ra là ba khúc. Lễ mỗi chỗ một khúc. Giáp lại một cái mở cửa mày bước ra. Ở cái đó cũng đỡ nguy hiểm mà cái phong dao. Rồi, lưng lên đi con. Dạ dạ. Thầy cầu khẩn chút nha. Đó thầy, cái này là con chịu thầy nhất nè. Thầy làm nghề là thầy phải có niềm tin về tổ nghiệp. Đó, khấn trước như vậy là tốt. Không phải khấn tổ nghiệp đâu. Chứ khấn cái gì? Khấn cái con nhỏ trong đoàn nó mới chết. À, cái chị mà trúng gió chết đó hả? Nó đâu có trúng gió. Chứ chị bị gì thầy? Tao cưa nó chết. Chứ tao hỏi mày cưa ba khúc mày sống lỗi không con? Thôi vậy thôi, khỏi đi. Mày nhát quá. Uống rượu vô là phải hưng phấn, không biết sợ chứ. Thôi hưng phấn cái gì thầy ơi, đổi cái khác đi. Đổi cái khác hả? Thôi lượt rồi, lưng lên chờ. Cưa mua. Kiểu đó là mạng đâu cho thầy cưa hoài. Ngồi đi mua mấy lít về rồi tính. Thôi nhiều đó uống đủ rồi. Con thấy thầy cũng sần sần rồi, đừng có mua thêm mấy lít nữa. Uống sao lượt mà uống. Cái này không có uống lượt. Không rượu phải rượu. Uống được chứ. Không phải rượu. Chứ gì? Xăng. Chi thầy? Quả thiêu cái tủ này. Con vào đứng trong tủ,
thầy sẽ bổ xăng vào, thầy đốt cháy phừng phừng lên, hạ lửa xuống cái tủ còn nguyên, con trở thành cái hũ. Không có đâu, cái hũ nhiêu đây con chui không có được đâu. Thầy thấy con nhỏ nhưng mà ít nhất phải cái lu. Khỏi có chui vào, chứ tự sao? Động là nó vào đó thôi. Sao vào được? Cái cốt của mày. Vào đó đi con. Không. Tại sao thầy, không? Thầy hưng phấn mà. Không. Thầy biểu diễn sung sức mà. Sung sức cái gì? Con nói thiệt với thầy nha. Bình thường thầy không uống rượu vô, thầy tỉnh táo, cái gì thầy làm cũng hay hết. Thầy uống miếng rượu vô xong rồi thầy muốn giết đệ tử thầy là sao? Lớn tuổi rồi, thầy uống rượu vô đầu óc thầy nó sẽ bị cuồng loạn. Uống rượu đâu có tốt gì đâu, uống rượu sẽ bị bệnh gan, thầy hiểu chưa? Thầy chưa bao giờ thầy đọc báo hả? Biết bao nhiêu người chết vì rượu rồi. Tại sao thầy uống rượu làm cái gì? Nói vậy là Liên con biết hết hả con? Không biết. Con biết mà con vẫn làm mà. Thầy... thầy không có say rượu đâu. Thầy chỉ muốn dùng những cái biểu diễn thế này để dạy cho con một bài học đó Linh ạ. Con lớn rồi, đâu phải trẻ lít lắm. Tại sao thầy muốn đem hết cái tâm huyết, cái tài nghệ của thầy, thầy dạy lại cho con? Con không chịu cố gắng học hành để có một cái nghề trong tay. Tối ngày con lo ăn nhậu. Nhậu con biết nó không có ích lợi gì, nó chỉ là một cái tệ hại cho bản thân mình. Mà con vẫn cứ uống, cứ uống, cứ uống và cứ hư, cứ hư, cứ hư. Thôi, thầy bó tay rồi. Hôm nay là lần cuối cùng thầy chỉ dạy cho con. Cho con biết cách ở lời. Rồi thôi, chia tay. Thầy chia tay mày. Mày ở lại. Mấy con trong đoàn chuẩn bị gánh xiếc dọn ly chỗ khác. Không cho thằng Linh nó theo mình nữa. Ở lại đi con, thầy rất thương mày. Thầy. Nhưng mà bó tay rồi con ơi. Thầy ơi, thầy đừng bỏ con thầy ơi. Thầy đừng bỏ con thầy. Không bao giờ, không bao giờ thầy bỏ con. Nhưng mà chính con đã bỏ thầy. Thầy. Vĩnh biệt con, vĩnh biệt con. Thầy. Thầy cho con theo thầy kiếm cơm đi thầy. 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 Cả đoàn xiếc đi hết, chỉ còn một mình cô ấy ở lại. Vậy là đủ hiểu rồi. Nhờ chút ghen nhan sắc mà mình còn giữ được cô ấy. Em, thầy đi rồi, chỉ còn mình em ở lại thôi á. Anh biết mà, ốm ốm nhưng rất quyến rũ đúng không? Biết là em thương anh, nhưng hỏi một câu cho chắc ăn nha. Bây giờ giữa tình yêu và nghề nghiệp, em chọn cái gì? Em chọn yêu. Em chọn yêu. Em yêu nghề. Lấy người. Anh. Gì? Giao lưu đây. Thôi, cứ giao lưu mà. Anh. Gì? Anh. Gì? Anh đứng lại. Anh mà lùi một chút nữa. Em cắn thử em chết. Anh chưa lòng nè. Rồi em có tin là em tiến tới một bước nữa, anh đập đầu em chết liền không? Đừng muốn giao lưu á. Mỗi đứa ôm kia cột giao lưu. Dạ. Anh đừng có sợ em nha. Anh thấy em đồ sộ vậy á chứ. Trong lòng em á, mong anh về vợ. Trời ơi. Nghe cái muốn đứng lên luôn à. Mà em vậy với em đi đường cặp em cũng sợ hết trơn á. Em qua thăm anh nè. Em đang đi ngoài đường vậy đó. Em thấy một đàn kiến bò ngang. Sao? Em cũng sợ. Em đi qua cầu. Em nhìn xuống dòng nước. Ôi, một đàn cá bơi lội tung tăng.
Em cũng sợ. Thôi nghe anh nổi da gà. Em nhìn lên bầu trời, ôi một đàn bướm bướm bay đẹp thì mà đẹp, em cũng sợ. Đầu nó nhưng mà chỉ có một đàn này em không bao giờ sợ, em tự nguyện bay tới. Đó là đàn gì? Đàn ông. Đàn của em đi ơi. Mày kìm được chứ không thôi là đầy nhà là cắm heo không. Làm gì chạy làm sao? Chị xí, mày đứng lại đi. À nó ôm mày không mẻ chứ gạch mẻ ngu thế. Chứ xấu quá chứ là chưa bỏ người. Bác. Về. Con xin phép bác nha. Vậy. Cho con được ngồi nha bác. Con. Bác lại không? Nhà còn mấy cái ghế thôi. Ghế này đóng là để cho bác với con bác ngồi, chứ không có cân được cái trọng lượng con mà đóng cái ghế khác cho con. Nhưng con mỏi quá bác ơi. Thôi ta nữ yếu đầu tơ cho ta ngồi đi tí. Lấy chiếu. Lấy chiếu à? Lấy chiếu. Con ơi, bây giờ người mẫu người ta ngồi chiếu không? Họ hết ngồi ghế rồi. Được, ngồi chiếu hả bác? Con ngồi chiếu đẹp lắm. Dạ. Cứ nằm xoay lại ra trời ơi, nó đẹp hết hồn luôn á. Nằm gì hả bác? Ờ. Dạ Tía ơi, chiếu nè Tía ơi. Chạy đâu Tía? Chạy ra đó cho em nó ngồi. Dạ. Đợi tí nè. Ngồi chiếu đẹp hơn con. Con đứng nghe, con ngồi ghế nó phí cái gác con đi, hiểu không? Rồi Tía ơi. Dạ. Dạ mời con. Xin dạ. Mời. Xin phép anh. Xin phép Tía. Dạ. Ông sao vậy, nó đẹp quá không? Được. Con chưa từng thấy. Sao? Trong TV thấy rồi. Thấy cái gì? Chứ còn ở ngoài chưa thấy. Mà thấy cái gì? Coi ba cái gì đó. Ba học gì đó. Mày bao giờ mày thấy mà con heo biển mắc cạn chưa? Đúng là heo mày. Dạ cảm ơn bác. Chuyến này con về con đổi tên đó. Heo. Con tự tin đó tía. Con này được nha mày. Con này tao thích à. Con ơi. Dạ. Giờ bỏ cái thằng giao lưu đi. Dạ. Bây giờ mình vô cái thực tế đi ha. Dạ. Bây giờ đó bác đồng ý rồi nha. Bây giờ đám cưới á con tính sao? Đám cưới con với anh Hiệp hả? Dạ. Con lo hết cho bác. Nhà hàng con đặt, xe con thuê nè, khách con mời, tiền bao thơ bác lấy. Vậy hả? Đặc biệt là cưới xong á con mua 2 căn nhà. Bác 1 căn, con anh Hiệp 1 căn, để 2 đứa con thoải mái động phòng. Mày một cái thôi, tao một cái thôi mà vô chi tiết luôn. Tao nhà có mặt tiền không? Dạ mặt tiền bác, quận nhất luôn bác. Trời ơi, bề ngang 6m, bề dài 30m nha. Đủ 4 tấm nè, có sân thượng nha, 4 toilet nha, 1 phòng ăn nha, 7 phòng ngủ nha, 1 nhà bếp nha, 1 hồ bơi nha, có nuôi chó nè, nuôi thú nè, nuôi người và nuôi bác được. Bác! Hả? Sao con nói tài sản của con bác đơ trên vậy bác? Bác bất ngờ quá. Dạ. Con mua nhà. Dạ. Vậy chạy được rồi. Dạ. Vậy là bác quyết định là cưới con cho con trai của bác. Trời ơi. Tía. Tía nỡ lòng nào hãy đợi Hiệp sắp tía. Hiệp ơi, cha đã quyết định rồi, từ nay con phải lấy con Hà mà. Trời. Mày phải lấy nó cho ta. Trời ơi. Bắt buộc mày phải lấy. Lấy mày sướng. Ô, mà con năn nỉ tía, con đâu có yêu đâu, yêu gian chứ không kêu bắt lấy. Không có yêu cũng phải lấy. Tụi lấy về đè chết à? Không có sao đâu, chết một lần chứ không ai chết 2 lần. Ủa, con nói là con có lấy đâu á nha. Nếu mà tía thích á thì tía lấy đi, con có lấy đâu. Mày nói gì? Mày không chịu lấy. Con không có chịu lấy. Đó giờ phút này không phải mày nói chữ chịu hay không chịu mà mày phải nghe lời của tía. Nhưng mà con nói rồi, lấy cái Hà Mã này á, thà con ở giá còn sướng hơn á. Con nói thiệt với tía, từ nay á tía bắt con lấy này nữa là từ nay con sẽ không thèm lấy vợ nữa. Con tía lấy đi. Anh Hiệp ơi, em
Nghĩ sao? Nghĩ sao cưới bà về? Bà về bà ngủ bà gác cái đùi lên người con tôi chắc nó bất đắc kỳ tử luôn. Xong rồi. Ủa sao mà hả? Bà chỉ cần nó không cần lấy vợ là được rồi. Ủa hết rồi hả? Hết rồi. Xong rồi. Khỏe. Đứng lên đi. Dạ. Rồi giờ xong rồi, coi như tiền bạc bao nhiêu anh nói là bác trả cho con. Dạ. Quần áo giày dép, tiền hóa trang, tiền xe ôm qua đây 120.000. Trời. 120.000 á? Dạ. Trời, tao tưởng nó cũng có 1 triệu mấy chứ, có 120.000 thôi bác cho con luôn 200. Dạ. Tính tao rộng rãi lắm. Đó. Dạ, cảm ơn bác. Bây giờ con trước 2.000, còn thiếu 198.000 mà mốt tao lấy. Cần cái alo bác đó, muốn cần tiền là bác để ngoài thùng thơ con tới mấy 2.000, vậy đó. Bán cho bác cả 2.000. Một tháng trả góp 2.000. Muốn cần tiền alo tốn 3.500, lớp bạn có lấy tới 2.000. Thằng cha già mắc dịch lấy 2.000 á, mua thuốc uống đi. À ba, như vậy tôi về. Đi đâu vậy? Đi về. Về ngoài này nào. Ủa anh về nghe. Lắm rồi chứ đau bụng quá con á. Dạ. Bị nội chạy theo vàng không mà tao nín tao không ăn mấy bữa nay. Sao chạy theo vàng? Nó lên xuống có 2.000 đồng bạc mà ngày nay nó 7, 7, 8, ngày sau nó lên 7, 80 rồi bữa sau nó thuộc xuống 7, 7, 6. Con không biết mà có nhịn đói lắm. Thấy ớn không? Thì ai kêu không dí theo vàng chứ giờ không chịu ăn. Con nói tí nghe nha, tí mà cứ nhịn ăn vậy á, tí đau bao tử chờ coi. Không sao đâu. Rồi uống thuốc vô thấy khỏe chưa? Đỡ rồi. Đỡ người rồi phải không? Thôi ráng đi, ráng đi dưỡng sức rồi rồi đám cưới con với Giang nữa chứ. Trời. Chứ mà bệnh mà. Sao vậy? Trời ơi đau thiệt nữa. Trời ơi con khô với tiếng đau quá. Nguyên lưng cho nó đau quá. Tiếng đau bụng trời ơi. Tiếng đau quá Hiệp ơi, tiếng đau bụng quá Hiệp ơi. Dạ dạ, tiếng đau chỗ nào mới uống thuốc mà sao đau bụng vậy tí? Đau quá, tiếng đau chỗ này. Vậy hả? Chết rồi. Thôi để con đi kêu bác sĩ nha. Có ai không? Hàng xóm ơi, có ai cứu tí tao không nè? Hàng xóm ơi. Trời ơi, tí ơi, tí ráng nằm tí đi, con kêu người ta ẩm tí lên bệnh viện nha tí. Có ai không? Chú Sáu ơi, chú Sáu. Chết rồi, tí ơi, tí ráng đi, con kêu người qua. Có ai không? Có ai không? Có. Ai vậy? Có. Vô vô phụ liền nhanh lên. Có. Tí ráng. Ai bệnh? Đứng lại. Đi ra đây. Bác sĩ. Tự bác sĩ hả? Ừ. Bác sĩ sẽ khám coi tí bị gì nè. Khám hả? Khoan. Khám có lấy tiền không? Không. Thề đi. Thề. Không lấy tiền. Lấy tiền ba mình chết chùm. Thôi khỏi khám đi. Sao? Khám tôi nói đàng hoàng có lấy tiền không? Không. Chắc chắn không lấy tiền. Chắc. 100% không lấy tiền. Ok. Măng ngu trộm. Khám tí bị gì không? Ông khám kỹ coi. Cái gì vậy? Ung thư. Trời ơi. Giai đoạn cuối. Hả? Ông nói gì? Ung thư giai đoạn cuối. Tí ơi. Còn sống đúng 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Tí ơi. Ung thư giai đoạn cuối. Tiền đi đâu vậy? Trời đất ơi, không được. Tránh ra coi, tránh ra coi. Mày ngu quá. Ê, rảnh đâu, đi theo tí tôi. Theo ông chị. Sao vậy? Ông có chết chóc đâu theo. Bị ung thư. Ông nói mà nào, ai nói? Ông nói. Thằng khùng, tao nói hả? Ờ. Thằng dắp. Chờ mình dắp. Ủa? Ờ, không vậy. Ủa? Mà ông. Đúng rồi, nó đó. Qua đây làm chi vậy? Nhà mày ngộ lắm. Sao? Ba mày lại mướn tao trang điểm lên để mà dụ mày cho mày thề không bao giờ lấy vợ nữa. Vậy hả? Để ông khỏi tốn tiền. Trời đất ơi. Tự nguyện qua giúp mày. Nói ông chết để ông để tiền lại cho mày cưới Lê Giang. Mày giúp tao. Yeah. Mày sắp có vợ. Không được. Yeah. Chết cha. Tía tao thương tiền lắm. Hả? Không bao giờ để lại tiền cho tao đâu. Phải không? Ừ, ông ôm cái bao tiền đó ra cầu Sài Gòn tự tử đó. Trời! Mình chết theo tiền hả? Đi phụ tao nhìn lên. Tía! Đề cái chữ miễn chấp điếu. Sao vậy? Phải lấy điếu, lấy cho hết.
Nhưng mà đừng có thắp nhang lấy lý do là con bị viêm mũi, hửi nhang không có được cho nó lại không. Thôi mình làm như vậy mình mất công mình mắc nợ nó tía thôi. Khỏi cứ làm như vậy dùm tía. Trời ơi. Với lại khi tía mà đi rồi con nhớ đốt mấy cái thùng ở ngoài sân cho tía nha. Ủa còn gì tía? Lúc đó rồi không biết. Bác sĩ đâu rồi? Ủa, bác sĩ? Bác sĩ ơi, bác sĩ. Bác sĩ ơi, tôi gần chết chưa? Sao thằng này nó còn đi trước tía hay sao nó trùm khăn rồi? Không có rồi tía, bác sĩ lại cho tía nhìn mặt cái coi. Đó tía, bác sĩ đó tía. Bác! Bác! Không! Con nè! Ủa thằng Hoàng Mập nó học ra bác sĩ rồi hả? Dạ, không có rồi tía. Bác sĩ vậy? Trời ơi, khám heo không biết đường khám rồi đừng có khám người à. Giả bộ á, bác đâu có bệnh ung thư gì đâu. Không có bệnh. Là sao? Là bác chết, giả bộ nói cho để tiền cứ vợ nghiệp thôi cho bác chết. Bác sắc á. Dạ, giả bộ. Giả bộ. Giả bộ thôi à. Để cho tía cứ vợ cho con. Ý là nói chơi. Dạ chơi á. Nói chơi á. Giả bộ là chơi. Dạ. Đâu bị ung thư đâu. Vậy tao chỉ là bao tử thường thường thôi hả? Cái gì kỳ vậy? Hồi nãy giờ tao tưởng tao bệnh, tao khom khom, tao đi mệt gần chết luôn. Bây giờ tự nhiên nói hết bệnh là tao khỏe như con trâu luôn. Tụi bay chơi gì ác vậy? Trời ơi không có bệnh thì nói không có bệnh đi. Trời làm lo gần chết luôn, mấy quý con cái gì mà. Bởi tao nói cái nhà này nữa. Thầy con nói tiếng nghe nè, thầy nãy thầy tía đó. Chứ con định nói rồi tía. Tía nhìn gì buồn vậy? Không có bệnh. Không có bệnh mà đừng có rung nữa. Không có bệnh đó bác. Không có bệnh. Chết. Đổi đô thì đô vẫn còn đó có sao đâu. Tao bán nhà này tao mua cái nhà mới. Vậy hả tía? Tao mua một cái nhà mới. Dạ. Đúc mấy tấm. Chú. Mà Tao mua điện thoại di động nữa. Chú chứ sang chứ nhớ. Rồi trong nhà có tivi nữa. Chú. Mà đẹp lắm. Chuyện ghê quá tía. Thì tía thì về tía dẫn con tới con xem coi có đẹp không. Đi. Gần gì tới xem. Hả? Gần đây nè. Vậy hả? Gần mua gần nhà hả? À. Vậy hả tía? À, thằng Mập ra phụ nó coi nhà giùm tao đó. Đâu? Ủa nhà đâu? Ở ngoài ngoài đây nè, chứ đâu ngoài thấy à. Đâu Mập ra thử coi đâu. Ủa tía. Tía làm con nôn quá. Trời ơi. Con biết là tía thương con lắm á. Tía mua nhà để chuẩn bị đám cưới cho con không tía? Bác ơi, xung quanh nhà mình ở toàn là ruộng không à, nhà đâu bắt mua. Mà tự nhiên trước cửa nhà mình ai để cái đồ này quá trời luôn nè. Trời ơi, đẹp quá tía. Tía mua đó. Trời hả? Tía mua gì vậy? Tía mua nhà mặt tiền đúc 2 tấm. Đó, tía mua gì vậy? Một chiếc mặt xe đầy. Hả? Tao tính là tao chết rồi, ở dưới không có đồ xài tao mua, đặng mày đốt xuống dưới tao xài. Rồi tao còn kinh doanh nữa. Kinh doanh gì nữa? Tao mua mấy trăm cái tao tính xuống bán tao kiếm lời. Trời đất ơi. Có 1.000 đô Mỹ thôi mà tao quất một cái nó đổi ra 6 xe cam nhông đô âm phủ. Bây giờ phải mần cái kiểu này là hết vốn. Vậy là mày giết tao rồi, lấy cho tao cái điện thoại di động. Điện thoại di động đâu? Ở trên sân thượng. Ủa nhà mình làm gì có sân thượng? Sân thượng này nè. Trời ơi, hiểu luôn. Nó kìa. Trời, lấy điện thoại di động chi? Số điện thoại Diêm Dương số mấy? Chi vậy tiếp? Tao điện xuống dưới nói là khoan cho người nhận hàng vì chủ nhân nó chưa tới. Trời ơi. Sao kiểu này là phải giết cha. Thôi tía ơi. Nhà cửa tiếng tán hết rồi con. Dạ con biết lỗi. Vậy là phải giết tao chết rồi. Thôi tía đừng có chết tía. Con nói tía nghe nè. Bây giờ tía ráng khỏe đi. Rồi còn lo đám cưới con nữa. Nè số tiền nãy tía cho con. Tao không đám cưới làm gì. Nè tiền nãy tía cho con làm đám cưới nhớ không? Đó, đi vui lên nha tiếp. Đúng rồi. Dạ. May quá. Dạ. Có người mua, ai định bán cho chị ba. Cái đất đó, từ thì bà nói cho con nghe. Cái đất đó là đã là trả tiền đầy đủ rồi. Bây giờ bà đưa cho con, không việc lăn tay vô là xong con hén. Chờ chút xíu nha con. Ê, đưa đây tiền sao cho mút.
Không có tin ông bà được. Tin sao không tin? Ông bà nói mà con không tin hả? Con nhìn đi đó, bây giờ là con như vậy, lăn cái tay của con vô là xong à nô ơi. Bà xạo đất lệnh nó nhiều lắm đó nô. Đưa phép cho ông bà đi con. Vì cuộc sống của con, quân sư chấp nhận ở với ông bà này, đúng không? Trả lời rồi đó. Rồi. Rồi, ông ơi, giữ cái thời ông bà kia ha. Ý, trả lời bà. Ông lăn ta vô nữa hả? Mới chắc. Ông lăn vô đi ông. Rồi, xong. Ôi đau lòng, ban bị con kẹ. Cái gì? Mang đi con kẹt. Trời đất ơi, sao mày xuống ghê vậy? Thằng nô này nó cũng vui tính ghê vậy đó. Thôi bây giờ xong rồi, thưa ông bà con về. Khoan nô. Nói nghe nè, bây giờ ông bà muốn hỏi vận số là cái việc hỏi con kiếp này nó trả lời cho ông bà đúng không? Hồi nãy hỏi rồi. Ông bà nó chưa trả lời. Ông bà, vừa hỏi lại. Lời cho ông bà nghe, bây giờ làm sao con? Để con hỏi cho. Hỏi giùm đi. Quân sư, trước khi tôi đi về, tôi muốn hỏi người một điều nữa thôi. Hai ông bà này muốn đoán biết dẫn số của mình. Bây giờ có thể nào nói được không? Trời ơi, trời ơi, nói trời, trời vậy. Rồi, yên tâm đi. Cái gì con? Dẫn số của bà rất lại. Qua đây con nói riêng cho bà. Tôi nhà tôi trước cho ông sao nghe. Số của bà hay quá. Nói. Chúc mừng bà, chúc mừng bà. Quân sư của con nói là cả cuộc đời bà sẽ không bao giờ có con. Mẹ tự rồi. Ông mà biết được sẽ đi cưới vợ khác. Trời ơi. Kẻ cái nói gì cái dẫn số của bà mày sao mày không nói lớn cho tao nghe mày. Nói lại là... Nói ta nghe coi. Chúc mừng ông. Sao? Quân sư của con ấy, ông lấy một người vợ thiệt là tuyệt vời. Sau này sẽ đẻ ra cho ông con đàn cháu đống. Và từ con đàn cháu đống đó, một ngôi nhà nó sẽ thành 100 ngôi nhà. Gì vậy đâu? Con nhận số của ông sao? Coi cho ông đi con, coi đi. Bà qua bên này. Bà coi xong rồi bà. Nhận số của ông, quân sư của con cũng nói luôn rồi. Rồi nói sao? Quân sư của con nói cái vụ mà ông toàn tèn á, rồi ông đem cái yếm về ông chôn đó, ông ráng lâu cái yếm đó lên đi, chứ nếu không ngày mai bà biết được, bà làm đơn ly dị với ông là cuộc đời ông lúa luôn từ đây. Tại cái chức của ông bây giờ là bà mua cho ông, bà dùng tiền của gia đình bà mua cho ông, nên bà muốn lấy lại lúc nào cũng được. Nói to lên giùm đi, mà tội quá à. Không có gì, nói cái vụ mà... Mối gì đàng hoàng với con. Đúng vậy. Được, bao nhiêu cũng được. Đúng vậy. Nó nói cho bà con nghe con. Nay là bà đã cưới một người đàn ông quá sức là trung thủy. Từ cái sự trung thủy này, ông sẽ dốc hết sức mình ra để cho bà có con. Trời ơi, hay quá ông ơi. Con két này giỏi ghê vậy đó. Chuyện gì nó có biết ông ơi. Thương quá. Thôi, chào ông bà con về. Ê, nói nghe nè, mà sao ông kiếp này ngộ ghê á. Mỗi lần mà hỏi cái gì là nó không có nói được cho ông bà nghe. Toàn là con nghe không sao kỳ vậy anh nô. Làm vậy rồi không lẽ chuyện gì á, tao cũng phải kêu qua mày. Dù lý. Sao kỳ vậy nô? Thì đó, như vậy mới là nói là cái người mình nuôi. Bây giờ bà hỏi thử coi, bà hỏi nó chạy sẽ trả lời. Trời ơi. Từ nay nó qua ở với bà rồi, nó sẽ quen bà hỏi thử đi. À, thiệt hả? Ông ơi, tôi có ý kiến vậy nè. Ông ấy á, bây giờ nhà mình có một cái con vật thông minh dễ thương ở sát cạnh mình đó ông. Còn chó. Chó. Mình gửi đi, mình gửi toàn nô nó nuôi đi. Đúng rồi, con rồi. Két bình thường mà đã vậy rồi đó. Chó bình thường mà trung thành. Trung thành lắm. Bây giờ mình nhờ thằng nô huấn luyện thành. Dù gì nó ở mình lâu năm nó là con mình rồi. Ai cần gửi đi ông, gửi ông nói đi, nói đi ông. Nô à. Nô đi con.
Con ngồi đi con. Ngồi đi con, uống nước đi con. À, chuyện gì? À, thấy con cũng có tài huấn luyện thú vật mà nói có tài tiên tri vậy đó. Vì ông bà có con chó ở nhà nó thông minh lắm, mà nó trung thành với ông bà lắm. Hay là con nhận nó làm đệ tử đi, để dạy cho nó thành giống như con két tiên tri của con được không con? Căng quá. Sao căng con? Căng quá. Sao căng vậy con? Con làm con được mà. Cả gia đình ông bà mà chỉ có con chó nó thông minh thôi sao? Không. Còn nhiều ngu hết. Bậy con. Còn nói vậy là sai rồi. Con bậy nha. Ý ông nói là về súc vật thôi. Dạ. Cái trong nhà này có bà thông minh không tao? Nhưng mà căng quá, căng quá. Thôi chuyện vậy. Sao? Nói thiệt, cái chỗ làm công cho ông bà, con cũng không nề hà gì cái chuyện huấn luyện cho con chó nhà ông bà. Phải vậy chứ con. Nhưng mà cái tiền huấn luyện nó rất là cao. Cỡ nào bà mà biết con khổ là tại sao? Tại sao? Tại sao con phải đi làm thuê làm mướn cho ông bà không? Sao vậy con? Là tại vì cái thứ nhất là con phải nuôi con két. Nó ăn, nó học, đủ thứ hết. Tội quá. Rồi con phải đi làm thuê làm mướn mà phải lương nó cao đâu. Người này bóp họng, kẻ kia bóp hầu. Lương hướng nó cũng đâu có bao nhiêu. Thành thử ra nó thiệt, khi huấn luyện con chó là phải tính lợi. Tại con chó nó khác với con két. Đừng có nói dài dòng, ông Diêu nói đi. Bà thương con lắm. Huấn luyện cho bà đi, chó nói tiếng người, chó thành tiên tri. Vì nhiều bà cũng trả đó con. Thôi thì tính vậy. Sao con? Giờ bà muốn nhiêu? Bà muốn nhiêu bà cho giá đi. Rồi con coi thử hay được thì dạ không được thì thôi. 30. 30 lượng. Bà chắc chắn 30 lượng. Nó chịu rồi, nó chịu rồi. Để con chó ra đây cho con. Để lại đưa cho con 50 đi. 50. Cái gì vậy? À, thằng này nó thông minh quá ông ơi. 50 nó chịu rồi, nó chịu 50 rồi. Lung cho lung ơi, làm tay đi ông. Rồi. Mau lên. Ông lăn không bạn lăn mà. Ông làm chủ gia đình không phải. Đó, hai cái luôn á, đã chắc ăn. Con lăn vô bà mới chịu nghe. Con lăn vô làm chi? Cái này thì ông bà thiếu con bà lăn đâu chứ không mời con lăn. Bà quên. Cảm ơn nghe. Chó là con giận đệ tử đi con. Trời ơi thương quá. Về ở với nô nha con. Giỏi nha con. Yên tâm, cứ giao nó cho con đi. Trong nhà này nó là khôn nhất, con sẽ dạy nó khôn hơn nữa. Cảm ơn con nha. Về nha con. Cháu nè. Đi ra cô đây. Về ngoan nha con. Cho ăn uống đầy đủ dần bà nha con. Cẩn thận con ơi. Nói bà nghe, kể từ ngày hôm nay vợ chồng mình sẽ nổi tiếng nhất trong cái làng này. Chứ sao? Vì gì? Hai đứa chúng ta sẽ nói chuyện được với chó. Ăn đi mày. Ăn đi. Tại sao mày không ăn? Hả? Tại ông chủ mày đưa tiền cho tao á. Tao mới cho mày ăn gạo nè. Tao mới nấu cơm cho mày ăn nè. Biết bao nhiêu người dân ở đây. Hả? Người ta bị ông chủ mày bóc lột. Nghèo không có gạo ăn. Mày đặt hả mày? Chó nhà giàu hả? Ăn đi. Thì ghét. Chó thôi mà. Có kêu bằng chó nữa. Kêu bằng gì? Từ nay trở đi phải kêu bằng cậu chính. Ủa? Cậu chính là sao? Bình thường ai kêu cậu xong rồi lâu hồi cái đấy cậu của em á, cậu đó, cậu là chó. Mà chính cũng là chó, chính là cũng là cậu. Đúng rồi. Cậu là chó. Thành thử phải kêu cậu chính cho nó hết.
Bỏ qua cái chuyện tên đi. Dạ. Nó nói được chưa? Nói được rồi. Trời ơi, công nhận cậu Chính thông minh dễ sợ. Bài là nói được liền. Đừng có xạo vậy. Nãy rồi ngoài trước tôi đi vô đây tao nghe nó sủa gâu gâu không mà nói gì. Ông lãng tai. Ông ở xa quá ông lãng tai. Hồi nãy con thấy dáng dấp hình như ông bà đi qua, con kêu trời ơi cậu Chính ơi, ông bà qua thăm cậu Chính kìa. Xong cậu Chính ông mừng quá, ông hỏi đâu đâu đâu. Ôi hay quá. Mới hỏi tao lãng bữa mà đã biết hỏi rồi, ông thấy chưa? Trời ơi, hỏi là chuyện nhỏ. Cậu Chính còn làm thơ mới hết hồn. Trời ơi, đâu đâu làm thơ sao cơ mà. Làm thơ sao? Trời, cậu Chính còn làm thơ. Công ông như núi Thái Sơn, nghĩa bà như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thương chủ như cha, cho tròn phận tớ mới là chó ngoan. Trời ơi, hay quá nè, con nổi da gà nè. Thấy chưa? Đâu đâu đâu, dẫn dẫn, dẫn dẫn ở đây. Dẫn nó ra cho ông bà gặp mặt cái coi. Không được, không được. Bây giờ tạm thời ông bà không thể nào gặp được. Sao vậy? Bây giờ đang nằm trong vòng huấn luyện. Nếu ông bà đi kêu cậu Chính ra đây một cái là bao nhiêu công sức của con coi như là bỏ hết. Bỏ hết từ đầu. Mà bây giờ nếu mà bỏ hết từ đầu là phải đưa 50 lượng trở lại. Ê, bậy 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 nha. Bậy á. Cái này hao quá không được. Nghĩ lại, nghĩ lại. Thôi, ráng chờ thêm vài ngày. Bây giờ ông bà phải chờ thời gian. Thời gian sẽ trả lời. Và con hứa cho ông bà, khi nào cậu Chính tốt nghiệp, đích thân con sẽ dẫn cậu Chính qua nhà giao tận tay ông bà, được chưa? Được. Ông bà phải tin tưởng con đây. Rồi. Ông bà nghe vậy là bà vui rồi. À, thôi bây giờ ông bà về nha. Đang huấn luyện nha. Dạ dạ. Cho tốt con nha. Mời ông bà. Thôi. Về nha. Dạ dạ. Chào ông bà. Không có ai mà dạy chó như tôi đâu. Tôi sẽ cho nàng cháo trắng luôn cho ông coi. Yên tâm đi. Quá. Bà làm gì vậy? Bà làm được cười chứ không như bà. Nè, đừng có nói bắt chước thằng nâu là cười cả ngày đi nha. Ây, ông này bởi gì không có hiểu mấy gì trơn à. Hiểu gì? Tại sao tôi cười? Tôi cười là có lý do. Hôm nay tôi vui lắm. Tốt nghiệp con mình đó, hiểu không? Ủa, hai chồng mình có con mà nào đâu mà tốt nghiệp. Không có hết gì trơn à. Con mình gửi cho thằng nâu đó. Con của mình đã tốt nghiệp bằng tiên tri. À, bài giác tôi mới nhớ. Giao cái câu đó mà. À, mà sao giờ này... Nó giờ này qua mà tại sao giờ này nó chưa qua vậy ta? Có khi nào nó lừa hai vợ chồng mình? Nghi lắm nha ông. Cái thằng này tôi nói rồi nó ma giáo lắm. Ngồi mất dạy. Nó qua thì nó qua. Nói với mày bao nhiêu lần rồi. Sống trên đời sao mày đi ngọt. Ê, mẹ chửi ai vậy ông? Dạy. Nói hoài cũng vậy. Thứ mày sống chó sao như vậy mày? Trời ơi, chữ ai vậy? Con chào ông bà. Ừ. À, bữa nay con dẫn cậu Chính qua giao trả. Cậu Chính đây đó hả? Dạ. Bây giờ ngày xưa ông bà kêu nó là chó. Nhưng mà ngày hôm nay nó học thành tiên tri rồi. Ông bà phải kêu nó là bằng cậu Chính. Nửa ngàn cậu Chính. Cậu Chính nè. Cậu Chính nè. Cậu Chính nè. Khớp mỏ nó lại. Sao vậy? Tại vì từ nhỏ tới lớn nó ở với trong nhà ông bà. Ông bà làm gì điều ác nó biết hết. Bây giờ nó ra lỡ nó nói với dân làng biết được hả? Dân làng sẽ cười chê ông bà. Đúng rồi. Ok. Nhưng mà vậy nè, bây giờ trong nhà không có ai hết á. Con mở ra đi. Cho nó chào hỏi ông bà một câu thôi. Con khớp lại nha. Con mở ra mà nếu có chuyện gì á, ông bà chịu trách nhiệm nha. Làm gì trách nhiệm? Thì con nói trước à. Có gì đâu mà trách nhiệm. Đừng có đổ thừa cho con. Trời ơi, con cái chào ba mẹ mà trách nhiệm. Mày mệt rồi quá thôi. Mày nhiều chuyện quá mày. Chào cái coi. Cậu Chính nói đi. Chào cái coi. Con. Chào ba mẹ cái coi. Đừng coi. Cậu Chính. Này. Chuyện gì? Nói đi. Nè, bên này nè. Nói bên này, ổng không có nghe. Bên này nè. Cậu Chính. Nói rồi rồi. Trời đất ơi. Cậu Chính nói rồi đó, có nghe không? Không. Tôi có nghe gì đâu. Trời ơi, đó thì cậu Chính nói đó. Đó cái vụ mà bà xé cái lá xăm mà từ nay trở đi bà không bao giờ có con. Bà tiệm tự đó, bà nhớ không? Kìa, chú cười hả? Đó, bà đi tua rồi vậy. Đó, cậu Chính còn nói cái vụ mà ông đi tò te với bà Năm Lửa đó. Rồi đem về giấu cái yếm ngoài kia kìa đó. Ông nói luôn, trời ơi, sao ác vậy? Trời ơi, vậy hả? Đừng quách, nghĩ lại đi. Tại sao vợ chồng mà đánh nhau? Tại vì con chó
tại nó đâu, tại người huấn luyện, tại thằng nó. Đúng rồi. Mày, nó, nó. Mày nghĩ lại là tại mày. Cái tao. Mày dạy con tao vậy hả? Mày dạy con tao nói bậy, bây giờ mày nhả tiền ra. Trả tiền lại. Trả tiền lại. Trả ruộng luôn ra. Khóc rồi. Tiền ông bà đưa cho tôi, ông bà ký giấy đàng hoàng. Đưa cho tôi xong rồi, tôi mua gạo tôi ăn. Tôi ăn xong rồi, cá tra nó ăn lại rồi. Tôi đi lấy được không? Nếu muốn lấy thì xuống hỏi cá tra đi. Mày trả lời ơi. Ông bà quýnh tôi ăn. Được. Tôi sẽ về tôi bán ruộng để tôi trả cho ông bà. Nhưng ông bà nên nhớ một điều. Chuyện gì? Thì tôi đã bán ruộng được, tôi sẽ rời khỏi cái làng này. Chứ còn gì nữa. Và trước khi tôi ra khỏi làng này, tôi sẽ đồn lên rằng ông bà từ nay trở đi sẽ tiệt tử tiệt tôn. Không có ai nối dõi tông đường. À, rồi còn ông, ông là một người dê sòm ở trong cái xóm này. Tôi sẽ nói hết cho tất cả các bà gia ở trong này biết. Từ nay trở đi, nằm phơi đi ngang. Đừng, 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 bắt tên mày đâu anh. Bây giờ còn đòi tiền hay là không? Đừng, đừng, đừng làm chuyện đó. Thôi được rồi, thôi được rồi. Bỏ qua hết, bỏ qua hết. Đi ra khỏi nhà tao, mày câm miệng nghe chưa? Từ đầu đến cuối do cái vu kế của mày ha, tao không làm gì được mày, tao không lấy lại được ruộng vườn tiền bạc. Nhưng mà bữa nay tao chính thức đuổi mày ra khỏi nhà tao. Ra mày đi. Yên tâm đi, từ nay trở đi đã có ruộng rồi ha, từ nay trở đi đã có tiền rồi. Mời mốt ông coi chừng nghèo hơn tôi đó. Ở hiền một chút xíu đi. Từ nay trở đi sống với con chó đi. Trời ơi, mình mắc lừa nó rồi ông ơi. Trời ơi, quá.